các bạn đã quay trở lại với kênh Giải Mã TV. Chắc hẳn chúng ta cũng đã thường nghe câu kính trên nhường dưới, và nó được biểu hiện ở một số nơi công cộng như nhường ghế cho người già ở trên xe buýt hay ở tàu điện ngầm. Nhưng ở Nhật Bản, với những quy tắc mà họ dùng để cư xử với nhau thường lại trái ngược hoàn toàn với những quy định quen thuộc, mà bởi ở họ, những giá trị mà họ theo đuổi lại hoàn toàn khác biệt. Và chúng ta thường biết rằng mỗi chuyến tàu điện Nhật ở buổi sáng có thể coi là một cơn ác mộng đối với người dân ở nơi đây, tại vì số lượng người đi làm và đi học có thể là rất lớn, dẫn đến các toa tàu luôn trong tình trạng chật cứng. Thế nhưng người Nhật lại tuyệt đối không nhường ghế cho người già. Và tại sao lại như vậy? Lý do gì khiến họ phải làm như thế? Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu về trong video ngày hôm nay nhé. Đất nước Nhật Bản với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhiều thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần đã tạo ra một ý chí, một nghị lực kiên cường đoàn kết chống lại thiên tai của con người. Người dân Nhật Bản tuy không phải chịu cảnh chiến tranh nhưng lại phải đấu tranh với thiên nhiên để đảm bảo cuộc sống. Vì thế, họ đã sớm hình thành đức tính cần cù, chịu khó và bền bỉ cũng như tinh thần võ sĩ đạo. Xã hội Nhật Bản đề cao lối sống đạo đức có văn hóa, mỗi người dân luôn luôn thể hiện ra trách nhiệm cao với chính bản thân và cộng đồng. Chính bởi vậy, mặc dù có rất nhiều quy tắc, lễ nghi trong giao tiếp ứng xử, đặc biệt là giao tiếp ở nơi công cộng, nhưng người Nhật không hề cảm thấy gò bó hay áp lực. Họ cảm nhận rằng những quy tắc đó xây dựng một xã hội Nhật Bản văn minh và những con người Nhật Bản văn minh khác biệt. Có người cho rằng, trong tình trạng như vậy, nhường ghế cho ai đó cũng là việc rất khó khăn bởi vì không có một khoảng trống trong toa tàu để di chuyển. Hơn nữa, có một chỗ ngồi trong những giờ cao điểm chẳng khác gì tìm được một ốc đảo khi đang lang thang giữa sa mạc, nên không ai muốn nhường sự thoải mái, dễ chịu cho người khác. Tuy nhiên, lý do thực sự sẽ khiến chúng ta bất ngờ và khâm phục. Người Nhật có lòng tự trọng và ý thức rất cao. Sau đây là những lý do mà người Nhật không chịu nhường ghế cho người già. 1. Không nhường ghế cho người già. Từ lâu, Nhật Bản được biết là một quốc gia sử dụng tàu điện ngầm làm phương tiện di chuyển chính. Vậy nên chẳng lấy làm lạ khi việc đi tàu điện ngầm được xem là nét văn hóa riêng của người dân xứ sở Phủ Tang. Ở nhiều nơi, việc nhường chỗ cho người lớn tuổi trên các phương tiện giao thông công cộng được xem là phép lịch sự tối thiểu để thể hiện sự tôn trọng và lễ phép với người già. Trong khi đó, việc người trẻ chiếm chỗ của người già trên các chuyến tàu điện ngầm ở Nhật Bản được xem là điều bình thường và chẳng có gì đáng chê trách hay lên án cả. Nghe có vẻ kỳ quặc nhỉ, nhưng người Nhật Bản thì luôn có những lý lẽ riêng của họ. Hành động bạn nhường ghế cho họ có thể gây ra tác dụng ngược lại so với ý định tốt đẹp ban đầu. Dù họ sẽ vẫn cảm ơn bạn lúc ấy, nhưng họ cũng sẽ có một mực từ chối chỗ ngồi và họ sẽ âu sầu, buồn phiền vì họ có thể nghĩ trong mắt bạn họ là một người yếu đuối và cần được những ưu tiên đặc biệt. Ngoài ra, là một nước phát triển với nhịp độ sống cao nhất thế giới, nhưng Nhật Bản lại là một đất nước với dân số già. Tuy nhiên, người Nhật không bao giờ thừa nhận mình già. Và thực tế, bản thân những người cao tuổi đều có sức khỏe rất tốt. Họ coi việc thích nghi với những toa tàu đông nghẹt vào buổi sáng là điều hết sức bình thường và họ thực sự đủ khả năng để làm điều đó. Việc những bạn trẻ nhường ghế cho người lớn tuổi cũng giống như con người nào đó là già, không còn sức khỏe. Nó cũng giống như một mũi tên bắn thẳng vào lòng tự ái và sự kiêu hãnh của họ. Hơn nữa, họ quan niệm rằng dù trong hoàn cảnh nào, ở độ tuổi nào, tự lập vẫn phải được đặt lên hàng đầu và họ không thể dựa dẫm vào người khác để được an nhàn, thoải mái. Vì vậy, dù bạn có nhường ghế cho người lớn tuổi ở Nhật, họ cũng lịch sự từ chối. 2. Người Nhật Bản nên coi trọng sự bình đẳng. Người Nhật vô cùng coi trọng sự bình đẳng và họ muốn ai cũng được đối xử như nhau và họ không thích được sự ưu ái nhường nhịn. Theo quan niệm, không làm thì không được mà làm nhiều thì sẽ được nhiều. Bởi vậy, ai lên tàu trước thì người đó sẽ có ghế ngồi và người đến sau thì sẽ phải đứng, và đó là điều dĩ nhiên. Lòng tự trọng và tinh thần samurai không cho phép họ đòi quyền lợi từ người khác. Và khi họ hiểu để có một chỗ ngồi trên tàu điện ngầm là một điều hoàn toàn không dễ dàng, bạn phải bỏ ra công sức để có được chỗ ngồi ấy. Họ quan niệm rằng dù trong hoàn cảnh nào, ở độ tuổi nào, tự lập vẫn phải được đặt lên hàng đầu.
và họ không thể dựa dẫm vào người khác để được an nhàn, thoải mái. Vì vậy, dù bạn có nhường ghế cho người lớn tuổi ở Nhật, họ cũng lịch sự từ chối. Trải qua các giai đoạn lịch sử, đất nước Nhật Bản đã có rất nhiều lần phải hứng chịu sự tàn phá nặng nề của thiên tai, nhưng tinh thần samurai được truyền từ đời này qua đời khác đã cho họ sự bất khuất, kiên cường trong mọi tình huống. Chính vì vậy, người Nhật không bao giờ muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt người khác, nhất là những người lạ. Trong một số trường hợp, nếu những người lớn tuổi cảm thấy không thoải mái với việc đứng trên tàu điện ngầm, họ sẽ chủ động tìm chỗ ngồi, nhưng tuyệt nhiên không có ai mở lời để người khác phải nhường ghế cho mình cả. Thậm chí họ còn có quy tắc ngầm rằng, không phải khi nào bạn có lòng tốt muốn nhường ghế thì người khác phải đón nhận điều đó. 3. Người Nhật có lòng tự trọng và ý thức cao. Bạn biết đấy, người Nhật luôn nổi tiếng với sự tự trọng và tự giác cao. Thế nên, việc nhường ghế cho người già bị coi là hành động thiếu tôn trọng hoặc cũng có thể gây ra cảm giác tổn thương cho họ khi nghĩ về vấn đề tuổi tác. Hơn nữa, người Nhật đặc biệt không thích làm phiền đến cộng đồng và những người xung quanh, nên nếu có ai đó chủ động nhường ghế cho họ trên tàu điện ngầm, họ sẽ càng cảm thấy bất tiện hơn. Trên mỗi toa tàu đều có một dãy ghế ưu tiên dành riêng cho người già, người tàn tật và phụ nữ mang thai. Cho nên, dù toa tàu trong tình trạng chật cứng, họ vẫn cố gắng thích nghi và đứng đúng vị trí của mình, không bao giờ ngồi vào dãy ghế này. Đơn giản, họ thấy mình là những người lành lặn, khỏe mạnh, họ sẽ không ngồi vào nơi không dành cho họ. Lòng tự trọng của họ không cho phép họ làm những điều ảnh hưởng tới người khác và tự biến bản thân trở nên khác biệt không cần thiết. Thế nên, bạn đừng ngạc nhiên nếu thấy nhiều người trẻ không chủ động nhường ghế trên tàu điện ngầm. Mặt khác, họ sẽ chủ động đứng ngay từ khi mới lên tàu và để dành nhiều ghế trống cho phụ nữ, trẻ em và người già. Đây được xem là phép lịch sự vô hình để không làm ảnh hưởng đến sự tự trọng của những người lớn tuổi. Trong trường hợp bạn muốn nhường chỗ cho một vị khách cao tuổi nào đó, hãy chủ động đi về phía cửa ra vào như đang chuẩn bị xuống ga. Lúc này nếu ai cần ngồi ghế, họ sẽ tự chủ động ngồi vào chỗ còn trống đó. 4. Người Nhật không để ý xung quanh. Người Nhật đặc biệt giỏi trong việc tạo ra không gian riêng tư, ngay cả ở những nơi đông đúc nhất. Thậm chí trên những chuyến tàu chật như nêm, kéo dài hàng giờ trong các giờ khắc cao điểm ở Tokyo. Nhưng họ vẫn một có cách để tận hưởng những khoảng không gian tĩnh lặng của riêng mình. Sự riêng tư của người Nhật còn được thể hiện khi họ đọc sách trên tàu điện và những quán cà phê. Không khó để thấy nhiều người đọc sách một cách chăm chú, không để tâm đến những gì xung quanh. Sách của Nhật Bản cũng thường được bán kèm giấy bọc để người ngoài không biết họ đang đọc thứ gì. Và lý do cũng ít ngờ tới đó là người Nhật không nhường chỗ trên tàu đơn giản vì họ không để ý xung quanh. Bản thân văn hóa Nhật vẫn rất tôn trọng sự riêng tư, do đó họ chẳng hề biết xung quanh có người già, người tàn tật hay phụ nữ mang thai hay không. Hơn nữa, cũng giống như các quốc gia khác, người Nhật cũng luôn dùng điện thoại để nhắn tin, lướt web, nghe nhạc khi trên tàu, khiến họ không để tâm. Khi nhắc tới Nhật Bản thì các bạn thường nghĩ tới điều gì? Và có người từng nghĩ Nhật Bản là một đất nước phát triển nhanh chóng mạnh mẽ, không ngừng sáng tạo. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, con người Nhật Bản đã lưu lại trong tâm trí của những ai đã từng một lần được đặt chân tới đây về linh hồn, văn hóa, đạo đức của toàn xã hội Nhật Bản. Và chúng ta có lẽ cũng đã cảm nhận được rằng người dân Nhật Bản luôn có tính tự giác, kỷ luật, sự tôn kính lịch sự và tinh thần trách nhiệm cao đến nhường nào. Họ thực sự không chỉ sống cho riêng bản thân mình mà còn nghĩ tới nhiều người khác. Đó là tinh thần sâu sắc, đáng quý đằng sau hành động không nhường ghế cho người già của họ. Cảm nghĩ của các bạn sau khi xem xong video này như thế nào? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở bên phía dưới comment nhé! Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like và chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhé. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và nhận thông báo của Giải Mã TV ra những video mới nhất trong ngày nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Giải Mã TV. Ở trong phần trước thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về những dịch vụ cà phê ngủ ôm hay khách sạn ngủ ôm. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về việc ngủ gật mà ở các nước trên thế giới được cho rằng đây là một thói quen xấu, còn ở Nhật Bản lại coi đây là một nét văn hóa đáng khen. Vậy tại sao ở đất nước này lại được coi đây là một nét văn hóa đáng khen? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về cái nét văn hóa được gọi là đáng khen ở xứ sở mặt trời mọc này nhé.